Bạn trai sau 6 năm hẹn hò, mới đây theo pet Six, người thân của ketty Holmes tiết lộ nữ diễn viên và bạn trai Jamie Foxx đã không còn bên nhau, cả hai đã chấm dứt mối tình 6 năm từ vài tháng trước. Lần cuối cùng cặp đôi này công khai xuất hiện trước báo giới và công chúng là vào Met Gala được tổ chức tại New York hồi tháng 5 vừa qua. Đây cũng là sự kiện đầu tiên mà hai người sánh đôi bên nhau kể từ khi hẹn hò. Trước đó ít ngày, Jamie Foxx cũng bị bắt gặp nắm tay nữ ca sĩ Cela Wave, 21 tuổi rời hộp đêm ở Los Angeles. Cả hai đang ảnh thân thiết với nhau trên mạng xã hội. Khi được hỏi về điều này, Ketty cũng thẳng thắn chia sẻ họ không còn bên nhau nhiều tháng này. Ketty hẹn hò với Jamie Foxx từ năm 2013, sau một năm ly hôn Tom Cruise. Tuy nhiên trong suốt 6 năm qua cặp đôi này chưa bao giờ thừa nhận hẹn hò. Ngôi sao của Batman Begins và Jamie Foxx bên nhau hơn 6 năm. Cuối năm qua có thông tin hai người đã đính hôn và chuẩn bị cho lễ cưới vào mùa hè này. Tuy nhiên, nam diễn viên Jamie Foxx đã ám chỉ một cuộc chia tay hồi đầu năm nay khi nói mình hoàn toàn độc thần. Hiện tại, Katie Holmes vẫn một mình nuôi dạy cô con gái Suri từ khi ly dị Tom Cruise. Cô luôn tận tụy chăm sóc con gái, đóng phim và chọn cuộc sống rất giản dị.